Ok, chào tất cả mọi người. Thì một lần nữa chào mừng mọi người chúng ta đã quay trở lại với channel. Và hôm nay thì mình sẽ làm cái clip để giới thiệu và cũng như hướng dẫn mọi người chúng ta cách sử dụng cái dòng sản phẩm này. Thì đây là một thương hiệu tới từ Đức, mã của nó là SE Audio Technique S112i Pro. Thì ở clip trước thì mình đã có làm cái clip là khui thùng này kia ra để mọi người chúng ta xem về cái thiết kế bên trong cũng như là cụ loa của nó rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ làm clip để mà hướng dẫn mọi người và để cho mọi người biết được là những cái tính năng được tích hợp trong dòng này nó có những cái gì, nó có tối ưu hay không. Mời mọi người chúng ta cùng xem ha. Rồi, ok mọi người, thì đây là cái phần mặt sau của chiếc súp này. Đây là tổng quan cái phần bo mạch của sản phẩm. Phần phía sau thì sẽ về phần nguồn á, thì sẽ sử dụng nguồn pick on flow và sẽ có in và out ha. Và đây là cái nút tắt mở nguồn và cũng có in và out cho tín hiệu vào. Chúng ta có thể link qua nhiều các súp khác đều được hết. Đó. Và đây là cái phần tản nhiệt của công suất nằm bên ngoài này luôn, thì cho nó thông thoáng này kia, chứ nhà hàng không là không bỏ cái phần tản nhiệt ở phía trong. Đó, nhà hàng đã thiết kế phần tản nhiệt ở phía ngoài, sử dụng bằng các cái chất liệu tản nhiệt. Chúng ta dùng một lát thì khi chúng ta rờ vào đây á, thì cái phần tản nhiệt này chúng nó sẽ hơi ấm, nó sẽ ấm. Và cũng nếu chúng ta dùng lâu thì nó sẽ nóng ở nhiệt độ khoảng tầm 3-40 độ gì đó. Đó là vấn đề rất là bình thường. Thì đây là cái mã sản phẩm là SES112i Pro. Thì đầu tiên khi chúng ta muốn lấy tín hiệu thì chúng ta sẽ đi tín hiệu từ mixer ra và cắm vào in của súp. Đây, mọi người thấy là in đấy. Đó, và đây là out. Khi chúng ta muốn out qua một cái súp khác thì chúng ta có thể cắm vào đây để chúng ta out qua một cái súp tiếp theo. Trường hợp chúng ta sử dụng 2, 3, 4, 5 súp gì đó, chúng ta có thể out ra. Đó. Rồi, thì bây giờ thì đây là cái phần mà DSP. Thì dòng súp này được tích hợp thêm phần DSP để giúp chúng ta cân chỉnh setup này kia. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người chúng ta cách sử dụng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhấn một lát. Đó, mọi người thấy nó sẽ có phần DSP này, rồi là setup setting này. Đó, thì đầu tiên thì mình sẽ vào cái phần DSP setting. Bấm vào. Thì ở mục đầu tiên preset đây thì nó là chúng ta sẽ lấy những cái reset của hãng họ thiết kế sẵn, họ cấu cấu trúc sẵn và họ setup sẵn cho mỗi mã loa. Thì dòng súp này thì sẽ thông thường thì sẽ được phối ghép với các cái dòng loa IC của SE. Nó thuộc vào dạng là một combo. Thì trong các reset sẽ có là IC 32 này, IC 34 và IC 38. Cái này có tác dụng gì? Tức là khi chúng ta muốn phối với một cặp loa full IC 34 thì ở trên súp này chúng ta sẽ chọn về cái mã reset là 34. Khi chúng ta phối ghép với một cặp full IC 38 thì chúng ta sẽ chọn về phần reset của IC 38. Cái này nó có tác dụng, có nghĩa là nhà hàng họ đã cân, họ đã tune và họ đã cân chỉnh cái equalizer để làm sao cho nó phù hợp với cái mã sản phẩm đó, mức với cái dòng loa đó về cái tính chất hoạt động. Cho nên là khi chúng ta sử dụng loa dòng nào, mã nào thì chúng ta sẽ chọn về cái reset của mã đó. Đấy, mình sẽ bấm vào. Bây giờ hiện tại thì mình sẽ phối ghép là IC 38, thì bây giờ thì mình sẽ chọn mã IC 38. Rồi, mình sẽ loát nó ra. Rồi, xong. Rồi mình sẽ trở lại. Rồi, phần back mình trở lại. Rồi, đây là phần high pass filter và low pass filter. High pass filter là chúng ta muốn cắt tần số thấp bao nhiêu, sẽ chọn vào. Thì hiện tại thì loa này đánh xuống thấp nhất là 36. Tùy vào không gian và tùy vào nhu cầu sử dụng thì chúng ta muốn cắt nó cho đánh tần số khoảng tầm bao nhiêu. Thì có thể có những trường hợp chúng ta sẽ đánh từ 36 trở lên, có những trường hợp chúng ta sẽ đánh từ 48 trở lên. Đó. Thì mình sẽ để mặc định là 36. Đây là phần high pass filter. Rồi, ok, mình trở lại. Và đây là phần low pass filter. Nó tích hợp như có như một con controller luôn mọi người ha. Nó sẽ có đầy đủ. Phần low pass filter thì là cắt tần số cao thì nó sẽ cho đánh ở đâu đó là xem cao nhất là bao nhiêu.
Đấy, cao nhất là nó sẽ cho nó hoạt động, nhà hãng sẽ cho loa này hoạt động từ là 240 trở về. Đó. Với những trường hợp, có những trường hợp mình sẽ cần sử dụng là khoảng tầm 200 gì đó trở về. Có những trường hợp thì mình sẽ sử dụng là khoảng tầm 100, hoặc có những trường hợp mình sẽ sử dụng từ 80. Còn khi mà phối ghép với IC38 thì thông thường thì mình sẽ cho nó sử dụng từ 200 trở về. Bởi vì IC38 nó chỉ hoạt động tần số là đáp ứng tần số là từ 200 cho lên tới là 20 kHz thôi. Cho nên là sub mình sẽ nối, mình sẽ cho nó đánh từ 200 trở về. Đấy. Vậy là phần octa, chúng ta muốn cho đánh là bao nhiêu octa? Tức là độ dốc của mọi người là 24 hoặc 30 octa. Thì mình sẽ để 24. Bởi vì là trên phần loa full mình cũng để octa 24, thì tương xứng với phần sub mình cũng sẽ để octa là 24. Rồi trở lại. Và tiếp đến là phần directivity. Đó. Chúng ta bấm vào. Đây là những cái tính năng mà mình rất là thích. Đây là phần mà chúng ta muốn sử dụng hoặc cho sub hoạt động ở chế độ Karyot hay là Alpha. Thì trường hợp, có những trường hợp chúng ta sẽ cần phải sử dụng cái tính năng này. Cái tính năng này hồi trước mình đã có giải thích sơ qua là về vấn đề Karyot là nó có công dụng như thế nào và Alpha thì nó có công dụng như thế nào. Thì về vấn đề Karyot thì trường hợp mà chúng ta đặt ở sân khấu hoặc có thể từng trường hợp ở gia đình này kia, chúng ta không muốn sub nó dội ngược về phía sau quá nhiều, thì chúng ta có thể lựa chọn cái chế độ này để tránh trường hợp sub nó dội ngược về phía sau mặt sub mọi người ha. Đó. Thì chúng ta sẽ lựa chọn chế độ Karyot này. Với cái tính năng này thì chúng ta cần phải có hai chiếc sub, một chiếc chúng ta sẽ quay mặt về phía trước và một chiếc chúng ta sẽ quay mặt về phía sau. Chiếc nào quay mặt về phía sau thì chúng ta sẽ đặt chế độ Karyot. Đó thì nó sẽ có công dụng. Trường hợp ở sân khấu này kia, trường không muốn cho các ban nhạc, các nhạc công hoặc ca sĩ đứng trên sân khấu phải nghe cái tiếng bass quá nhiều, thì ở các cái chương trình sự kiện lớn thì họ sẽ thông thường họ sẽ đánh ở cái chế độ Karyot hoặc là Alpha Karyot. Đó, đây là một cái tính năng rất là hay. Và tiếp đến là phần pha. Thì pha thì cũng được các cái sub điện thông thường khác thì cũng có được tích hợp mà cái pha này ở chế độ 180 và 0 độ. Đó. Và tiếp đến là phần equalizer. Equalizer thì dòng này được tích hợp là equalizer parametric sử dụng tới 5 cần. Đó. Chúng ta muốn cắt các cái tần số sử dụng như thế nào thì chúng ta sẽ cắt theo cái ý của chúng ta, rồi theo không gian, theo cấu trúc của cái bộ âm thanh đó như thế nào để chúng ta sử dụng equalizer làm sao cho nó hợp lý. Đây là phần gain lớn nhỏ của tần số mà chúng ta muốn nâng lên hoặc muốn cắt. Và đây là frequency, gọi là cái tần số mà chúng ta muốn cắt, chúng ta đưa đến. Ví dụ như mình muốn là ưu tiên cho cái tần số đâu đó khoảng tầm 60 Hz. Mình sẽ vặn tới 60 Hz. Đấy. Sau đó thì mình sẽ vào phần gain, mình tăng lên khoảng 1 dB hoặc 2 dB ở tần số này. Tức là mình muốn ưu tiên cho tần số nào. Đó. Ví dụ như 1 dB chẳng hạn. Và đây là octa, mình muốn để là bao nhiêu. Đó. Tức là độ co bóp á mọi người, mở rộng á. Rồi, bách ra equalizer 2, equalizer 3, equalizer 4, equalizer 5 thì tùy vào cái sử dụng của chúng ta. Chúng ta muốn cắt các tần số khác thì chúng ta có thể tiếp tục vào equalizer 2, equalizer 3. Đó. Đây là phần equalizer. Và tiếp đến là phần delay. Đấy. Nó được tích hợp như một con controller chuyên dụng luôn đó mọi người. Đó, phần delay. Thì thay vì chúng ta mua controller thì có những trường hợp thì chúng ta không cần. Nếu mà có sub này thì chúng ta không cần. Đấy, mình delay âm thanh. Tức là delay làm sao để cho nó trùng pha với loa full, giữa sub và full cho nó trùng pha. Đấy. Rồi, trở lại. Và tiếp đến là phần reset user parametric. Thì trong cái trường hợp các cái tính năng và delay rồi là equalizer pha này kia chúng ta làm chưa đúng, chúng ta cảm giác khi chúng ta làm xong chúng ta nghe nó sẽ có gì đó sai, nghe nó còn không bằng khi để mặc định của hàng setup, thì chúng ta có thể là reset lại. Đấy, reset lại ban đầu. Đấy. Rồi ok, thì đây là những cái tính năng phổ thông
của dòng DSB này. Nói chung là nó khá đầy đủ cho cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Khi sử dụng sub này thì mình thông thường thì mình sẽ hay phối ghép với là dòng IC38 hoặc IC34. Thì hai dòng đó thì chúng ta đều sử dụng main chuyên dụng và trên main cũng được tích hợp DSB luôn. Đó, cho nên là chúng ta không cần phải có controller. Đó, thì nó cũng chúng ta có thể là chia way cho nó được. Đó là cái phần cải thiện và một cái tính năng rất là hay được tích hợp trên dòng sub này mọi người ha. Đó, phần DSB này cũng có giá đâu đó, cũng cao đấy mọi người ạ. Đó. Ok, thì clip hôm nay thì mình giới thiệu cũng như là hướng dẫn mọi người tổng quan sơ qua một chút về cái cách sử dụng dòng sub này. Và bây giờ thì mình sẽ dừng clip ở đây. Thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share, subscribe. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Bye.